Dạ, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bản nha các bạn. Rồi, hôm nay em lên cho các bạn ba chiếc siêu phẩm nha các bạn ơi. Ba chiếc xe cũng gọi là rất đẹp các bạn. Đó. Ba chiếc nha, chiếc Jan, chiếc Phoenix SR100, chiếc Recession nha các bạn ơi. Chiếc Phoenix này em bán giá rẻ nha các bạn. Đó. Để xe ở Đài Loan nha các bạn. Đó, bán giá rẻ cho các bạn nha. Recession Mỹ xuất Nhật, chiếc Jan này. Dân Nhật đi, rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi trước khi vào nội dung chính thì em cũng xin chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Đó, hôm nay em hơi đau họng các bạn ơi. Đó. Đây, chiếc Dân rất đẹp màu xanh nha các bạn. Đó. Rồi chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình, có nhiều sức khỏe nha các bạn ơi. Hôm nay cuối tuần chủ nhật rồi. Đó. Rồi quay luôn nè, ghi đông công tăng rất đẹp nha các bạn. Ghi đông công tăng nè, nhôm trắng rất đẹp nè. Nắp chén cổ dàn luôn. Đó, bộ tay bấm xả 3 dĩa 8 líp cực kỳ đẹp luôn. Đó, bộ tay bấm xả 3 dĩa 8 líp nha. Đó. Cộng dây zin theo xe luôn nè. Đây các bạn. Em dàn này size 46 52 nha các bạn. Đó, 46 52 nha các bạn ơi. Rất đẹp luôn các bạn. Đây. R3 các bạn. Dàn tay mát, tay mát của Nhật Bản còn đầy đủ nè. Em dàn này nói chung là cực đẹp nha các bạn. Đó, em dàn này là một em dàn cực đẹp luôn. Và cái nước sơn của em nó là nước sơn zin 100%, không giảm tút một xíu nào. Phát hiện em giảm tút em tặng xe miễn phí. Đó, nước sơn zin 100%, không giảm tút, không phủ bóng nha các bạn. Đó, bên em cái tiêu chí bán hàng là xe zin nha các bạn ơi. Đây, cặp vỏ. À, cặp vỏ detonator nha các bạn. Masit 728C zin theo xe, vỏ chọc gai nè. Niềng ẹt kép của Gian, 2 tầng tâm inox sơn tĩnh điện, đùm nhôm, có mở khóa nhanh ơn trước luôn nè. Đó. Càng thắng trước đây. Càng thắng Tetro, nhôm trắng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, để em xe này hoàn hảo nè. Đây, cốt yên nhôm trắng nè, yên zin theo xe luôn các bạn ơi, yên zin theo xe. Đó, R3 đây. Dò dĩa nè. Đó, em đã kiểm tra hết rồi, cực kỳ nhẹ luôn các bạn ơi. Đó. Ấn sau nè. Đó. Càng thắng nhôm Tetro quá đẹp luôn các bạn. Chân chống nhôm trắng zin theo xe, cái chân chống này rất là mắc tiền nha các bạn. Nó nhìn không? Để zin cho các bạn luôn nè. Vỏ sau cũng là vỏ detonator Masit 728C niềng S kép nhôm 2 tầng của Gian. Tâm inox sơn điện nè, mở khóa nhanh, đùm nhôm của Gian. Đó, rất đẹp nha các bạn. Yên zin này ngồi chạy ngon lắm các bạn ơi. Yên zin ngồi êm lắm nè, cực mềm luôn nè. Đó. Bản quan sao zin theo xe các bạn. Rồi, tôi quay bộ clip cho các bạn nè. Bạn thấy cái bộ clip đã ghê không các bạn? Zin theo xe các bạn ơi. Bộ clip zin theo xe nha. Đó. Shimano Antut cộng dây sên zin theo xe các bạn. Đó. Dây sên zin theo xe các bạn ơi. Cộng dây sên cực kỳ còn ngon luôn các bạn. Đó. Cộng này chạy không biết nào hư luôn các bạn ơi. Đó. Rồi dĩa. Ba dĩa Shimano cộng với 8 lít. Đó. Rồi dĩa nhôm trắng rất đẹp nha các bạn. Đó, tổng quan chiếc xe rất đẹp nha các bạn ơi. Đây cái càng bên đây nè. Đó, chiếc xe rất đẹp nha các bạn. Nói chung chiếc xe này từ 1m58 trở lên chạy được rồi nha. Đó, từ 1m58 trở lên chạy được rồi nha các bạn ơi. 1m58 đến 1m68 nha. Đó, chạy ok luôn các bạn ơi. Xe quá đẹp. Chiếc xe này xe S nha các bạn. Xe S 1m58 trở lên chạy được rồi. Đó. Đây. Đó, thì hôm qua em quay chiếc Gios với chiếc Medira cũng là có khách chốt hết rồi các bạn ơi. Thì xe rất đẹp các bạn. Hai chiếc ngày qua em quay xe cực kỳ đẹp và đã có khách chốt hết rồi các bạn ơi. Đó, em chỉ bán xe zin thôi nha các bạn. Tới cặp niền mà like cái là em không có bán nha các bạn. Cặp niền là phải zin theo xe nha các bạn ơi. Đó. Dạng như chiếc Gios ngày qua đó các bạn. Gios là phải đi với cặp niền R500 và cặp đùm R500 nha các bạn. Của Shimano nha các bạn. Đó, chiếc Gios mà chiếc Gios á
mà nó lai cặp niền, nó không phải đi R500 là đồ dởm nha các bạn ơi. Đó, các bạn nhiều shop bán các bạn đừng mua nha. Cặp niền dởm hết các bạn ơi. Đó. Thì em bán xe em sẽ chia sẻ điều thật tình cho các bạn nha. Chỉ có đồ đi liền với xe thì chạy rất là ok nha các bạn. Giống như chiếc van này đi liền với bánh ép kép. Đó, không phải cặp bánh ép kép mà để vô cái là nó xấu xe và nó không có chất lượng nha các bạn ơi. Đó, bên em chỉ bán hàng zin, em cam kết như vậy nha. Đó. Đó, các bạn ơi, những lời chia sẻ thật lòng nha các bạn. Đó. Thì em chỉ bán đồ mà đi theo xe thôi các bạn ơi. Giống như những chiếc xe này về á mà nó bị lai cái bánh hay là bị lai cái gì á thì em cũng để đó, em không có bán được các bạn. Đó. Thì quay lên bán cho các bạn thì nó bị lai đồ tùm lum các bạn ơi. Đó, thì chạy chiếc xe rất là kỳ nha các bạn. Đó. Giống như đặc biệt là con Rios màu xanh giống ngày hôm qua em quay nha các bạn ơi. Nó những con Rios đó nó phải đi với cặp niền R500 Shimano và cặp đùm R500 WH R501 Shimano nha các bạn. Các bạn mua chỗ nào á mà nó bị lai cặp bánh với lai cặp đùm là các bạn đừng nên mua nha các bạn ơi. Rios mà nó lai như vậy các bạn đừng nên mua nha. Nó chạy cặp bánh nó không bao giờ ngon đâu các bạn ơi. Đó, nhiều chỗ nó bán giá rẻ các bạn. Nhiều chỗ bán giá rẻ tại vì nó nhiều chỗ không có tâm các bạn. Nó lấy cặp bánh đi bán lẻ các bạn ơi. Đó, nó thay cho các bạn cặp bánh dởm vô. Nó lấy cặp bánh R500 đi bán lẻ 2-3 triệu một cặp. Rồi nó thay cặp dởm vô cho các bạn. Nó bán chiếc xe nó ra. Đó. Thì em thấy nhiều chỗ làm việc không có tâm các bạn. Đó, thì em người bán xe em chia sẻ cho các bạn vậy nha. Các bạn nào mà không biết đồ theo xe nó là đồ gì thì các bạn cứ gọi cho em sẽ tư vấn cho các bạn. Các bạn muốn mua xe chỗ nào không phải mua xe của em, nhưng các bạn không biết về xe nha các bạn, không biết gì, các bạn chưa biết gì về đồ của xe thì các bạn cứ gọi cho em, các bạn để em tư vấn cho bạn. Mặc dù không mua của em cũng được, các bạn thích cái chiếc xe của cái shop nào đó thì các bạn cứ gọi hỏi em chiếc xe đó đồ như vậy, chiếc ví dụ chiếc van, chiếc Rios đồ như vậy, rồi cái niền, cái đùm nó như vậy, cái clip như vậy thì có phải là đồ zin theo xe hay không. Đó, các bạn cứ gọi hỏi em nha, em sẽ tư vấn thiệt tình và em biết cái gì em sẽ tư vấn cho các bạn nha. Đó, đồ đó đồ theo xe hay không theo xe em sẽ tư vấn hết cho các bạn nha các bạn ơi. Đó, cho các bạn chọn được một chiếc xe thật là ưng ý nha. Mặc dù các bạn không mua xe chỗ em, mua chỗ khác thì em vẫn tư vấn hết nha các bạn ơi. Hoặc là các bạn mua xe về các bạn có đề clip mà có bị vấn đề á, các bạn mua xe chỗ khác, không phải mua xe của em á, mà về đề clip có bị vấn đề gì các bạn cứ kết bạn Zalo với em, gọi video call em sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh luôn nha các bạn. Em sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh đề, chỉnh clip hết nha các bạn. Đó, chạy cho nó ngon lành các bạn ơi. Đó, em sẽ hướng dẫn hết nha. Có gì các bạn cứ alo trực tiếp em. Đó, cần cái gì cứ alo cho em nha các bạn. Không cần phải mua xe cũng được các bạn ơi. Đó. Rồi, chiếc van này nè 7,5 triệu nha các bạn. 7,5 triệu bao ship nha. Các bạn quan tâm alo em. Rồi, tiếp theo là một chiếc Phoenix FR100. Một chiếc xe Đài Loan nha các bạn ơi. Size này là size 50-52 nha, phù hợp máy 65 trở lên nha các bạn. Chiếc Phoenix. Đồ đạc nó đồ zin theo xe nè, cặp niền Phoenix, niền trước niền sau Phoenix. Chân chống zin theo xe, vô dĩa nè. Đó, cực kỳ nhẹ luôn nha. Đó, các bạn mới tập chơi xe tay công Seros, các bạn lấy con này chạy được. Đó. Đó. Dĩa nè. Dĩa clip làm tăng chỉnh ở đây. Đây là thắng các bạn. Đề thắng nha. Thì nói chung con xe này là dây âm nè, không tì vết nha. Nó dây âm không tì vết nha các bạn. Đó. Thì con này á thì chia sẻ thật lòng luôn, xe con này là của ông chú, ông nhờ em là bán giùm ổng, ổng không có chạy xe nữa nha các bạn, tại ông có lớn tuổi rồi các bạn ơi. Ông chú ông nhờ em mua bán giùm xe này, ông mua năm ngoái nè. Đó, ông mua năm ngoái cũng tầm 9,5 triệu nha các bạn. Ông mua năm ngoái tầm 9,5 triệu mua của hãng luôn nha. Đó.
chiều nay ông nhờ em bán giùm. Thì bán cho bạn chiếc này với giá 6 triệu rưỡi thôi các bạn ơi. Đó, em bán cho bạn giá 6 triệu rưỡi nha. Đó, để bán xong đưa tiền lại cho ông cũng già các bạn ơi. Đó, ông già rồi, ông không còn chơi xe nữa. Thì để đó không thì ông nhờ bán giùm ổng thôi. Đó, cái bánh này là bánh 700x25C nha. Bánh trước sau zin theo xe luôn, càng thắng zin. Đó, bộ chuyển động 2, 4, 6, 7 líp, 7 líp Shimano Tonai và chuyển dĩa Shimano Tonai luôn nè, 2 dĩa các bạn, 7 líp 2 dĩa. Đó, tương đương với 14 cấp tốc độ chạy nha. Đó, cực kỳ nhẹ luôn các bạn ơi. Đó, cực kỳ nhẹ luôn, xe này nói chung đậu luôn các bạn, chạy cũng ít, chạy vòng vòng uống cà phê thôi. Đó, xe 6 triệu rưỡi thôi các bạn ơi, bạn quan tâm alo em nói từng mét 65 trở lên nha. Thì các bạn nào mà mới tập chơi xe tay công á, xe đua, xe road thì lấy con này chạy được nha. Đó, giá cả nó cũng phải chăng. Đó, không có mắc các bạn, yên yên theo xe luôn. Rồi, 6 triệu rưỡi nha các bạn. Rồi tiếp theo sẽ thanh lý một con Recession các bạn. Đó, con Recession màu xanh. À, con này thì em sẽ thanh lý các bạn với giá là 4.500.000 nha các bạn. Đó, 4.500.000 các bạn ơi. Màu xanh nè các bạn. Khung nhôm. Ừ, ba chiếc xe này khung nhôm hết nha các bạn. Đó, con này khung nhôm nha các bạn, Recession Sport. Size này là size 40 44 52. Đó, tem mát của Nhật còn đầy đủ nha. Em này đi với một bộ chuyển động là 3 dĩa 8 líp Shimano Antut 2 4 6 8. Shimano Antut nha các bạn. Đó, em túi có bản răng lớn rồi. Đó, vỏ này vỏ 728C, niền nhôm tâm inox trước sau đùm nhôm luôn nè. Kiểu này 4 triệu rưỡi các bạn ơi. Đó, bộ chuyển động, bộ dò dĩa đây, chuyển dĩa Shimano. Em này chắc phải thay cái yên thôi các bạn thôi, đừng thay cái yên khác cho. Đó, bộ tay bấm xả em xả ok nha, ngon lành nha các bạn ơi. À, nó không có miếng nhựa ra đây thôi, không sao các bạn. Rồi cái này là nhôm trắng nha, nhôm trắng xin đến điện mở vi phai màu nha các bạn. Giờ mình sơn lại màu đen nha. Bỏ tay zin theo xe, bánh trước nè cầm inox quá đẹp luôn, đùm nhôm mã đồng trước sau. À, Recession Sport nha các bạn. Chiếc này máy 6 trở lên chạy được rồi các bạn ơi, từ máy 6 chạy được rồi. Máy 6 trở lên nha. À, mang một màu xanh cũng rất là đẹp các bạn. À, những mối hàng vây cá rất đẹp, hàng bằng robot không các bạn ơi. À, đây số khung, số sườn, số máy đây. À, càng thắng techo canh chỉnh hết rồi các bạn, canh chỉnh ok. À, canh chỉnh càng thắng nhảy ok luôn các bạn ơi. À, các bạn quan tâm alo nha, chiếc này 4 triệu rưỡi thôi, thanh lý cuối năm cho các bạn. À, hôm nay em có lên 3 xe các bạn. À, hôm nay em có lên 3 xe nha. Các bạn nào quan tâm chiếc nào alo ngay cho em nha. Số điện thoại em 0975158377. Đó cũng là số Zalo luôn các bạn ơi. Rồi em chúc cho các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình, có nhiều sức khỏe nè. Nha các bạn ơi. Đó, các bạn nào quan tâm có nhu cầu thì alo cho em. Để mua xe nha. Các bạn nào chưa có nhu cầu thì xem clip cho vui nha các bạn. Và cho em xin nút đăng ký để ủng hộ em nha các bạn ơi. Rồi em xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn những video clip sau. Xin chào.